Wow, cái này quá trời luôn à. 4, được à, 4, 1, 2. Ồ, con này vừa. Cứng luôn. This one. Sao con này thấy nhỏ hơn con vừa rồi? That's what I said. Chứ, ta đi mày đo con lại. Mommy mà đo con nào cũng cũng vừa hết. Nha, ngày hôm nay mình đi câu cua nè. Và bây giờ bắt đầu đang chuẩn bị để làm lồng câu nha. Và thả xuống để câu. Đây là những cái đồ mình chuẩn bị. Lồng cua nè. Đó, đây là lồng cua nè. Rồi dây nè, phao nè. Và mồi nè nha các bạn. Mồi là mình dùng mồi gà nha. Hôm nay thì trời đẹp lắm nè. Đây là cái lồng mình đã làm xong rồi nha. Lồng đầu tiên. Đó, lồng đầu tiên. Thả xuống. Rồi, bây giờ các bạn hãy chờ coi mình có kết quả như thế nào nha. Rồi, bây giờ mình đang kéo lên nha các bạn. Thành quả được cái gì nha. Đó. Oh wow. Oh. Oh. Wow. Ba con. À. Được một con. Ủa, con nhanh vậy. That's a big one. Vui chưa ạ? Khỏi đo, còn hai cái này bỏ lại. Yeah. Yeah, that's a nice one. Wow. That's luôn. Yeah. Đó, yeah. Bây lấy giờ. Lấy con kia ra đi. Mình bỏ hai con nhỏ lại nha các bạn. Bỏ xuống lại. Wow, đây. Cho coi kìa. Đầu tiên này nha. Con cái. Ê, con trai. Trai. Trai đưa cái mặt, tay, bàn tay. Đó, đây. Trời đó. Nhìn như vậy là mình khỏi đo nha các bạn. Này lớn rồi, quá lớn rồi. Đưa cái gọi đây không thích. Đó. Đây, em cua đầu tiên. Cua Canada nha. Bây giờ đây, con đầu tiên mình được và bây giờ mình phải đo nha các bạn. Lúc nào cũng phải đo cho nó đúng cái size để mà mình có được lấy. Đó. Cái này là to hơn cái size rồi nè. Đó. Wow. Quá over luôn. Okay, big way. Is it okay? Really? Oh, it's red rock. What the? That's a big red rock. Đây. Cua đỏ nha các bạn. Ow. Cua đỏ, that's very. Cua đỏ thì 5 em rồi tiêu rồi nó kẹp rồi. Tẩy nó ra cũng khó lắm. Coi chừng nó kẹp từ từ. No, I'm sure it's good. Lấy cái đấy cũng đo. Chắc I think it's good. Đo. That's a big red rock. Cua đỏ nha, cua đỏ nó cũng bự lắm nè. Lấy ra cũng khó khăn lắm nha các bạn. Nó ra rồi, thả nó ra. Đó, nó kèm. Còn đâu là nó kèm đó, giờ nó kèm cái chai nó cũng thả cho nó chờ nha. Đó, đó. Nhất định không, không thả nha. Cua này do. Cua này cua đỏ, cua đá nha. Wow, cái không nha các bạn, nhiều quá luôn nè. Vậy là tầm cái không à? Có con cua đực mà nhỏ nè. Cua cái không, mình không được quyền lấy nha các bạn, phải bỏ lại. Just shake it off. Rồi, cho các em cái xuống hết. Cái này là một ổ cái rồi. Cái không rồi. Ổ gái. Ổ gái luôn. Độc là độc tiên á. Thả ra em độc tiên. Amazon woman á. Cái này là độc tiên á. Độc tiên là toàn là tiên nữ không. Mà tiên nữ này tiên em nhỏ tuổi không. Ở dưới tuổi thanh niên. Cho nên phải thả xuống hết rồi. Dưới tuổi thanh niên cho nên là phải thả hết xuống lại. Rồi bây giờ mình kéo nè. Kéo lên này nha các bạn. Wow, để coi có con nào không? Yes. Oh yeah. Wow. Oh, hai con. Hai con. Yeah. Hai con. Yeah. We good. Có nhiều nhưng mà mình phải bỏ hết nha, mình chỉ lấy được mà. Hai con. Con đúng cái size. Ồ mẹ nó móc kìa. Mẹ. Ê, chết ô. Yeah. Hey. Nó đang còn ăn nữa. Time for you to go. Hey, rồi bây giờ. Nó con ấy nhỏ rồi. No, nhỏ. Really? Yeah. That one definitely. Yeah, con đó. Con này nhỏ rồi. Đo thử. Yeah. Nhỏ rồi. Được có con thôi à. Nguyên lòng về lấy được con thôi nha.
Look at that. Biết rồi nhưng mà mình phải đo nè. Đó nè, thấy không? Nè. I think it's the biggest one. Con này là 7 á, 7 in á. 7 in hơn này. Này. Đó, nè. Dây mới đã này. Đó, dây mới đã này. Con này không được rồi. Nhỏ. Yes. Đâu. Chút xíu nè, này quay sát nè. Thấy không ạ? À? Có chút xíu nữa con đường này chỉ có còn xíu khoảng cỡ giống như là cái móng tay, hai cái móng tay chạm lại. Wow. Wow. Wow yeah. Wow. Con. Wow. Một con. Đã chưa các bạn? Yeah, thấy con không? Đỏ, đó. Con đỏ nữa. Wow. Ok. Đây, có một con cua đỏ. Bao nhiêu con? 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16 con. 16 con mà cua xanh không nha. 16 con, yeah. Cua Canada không đó, cua xanh. Không có cua đỏ luôn. Wow. Mở kia nó nhiều rồi. Thả hết những con nhỏ xuống, những cái con cái nha. Wow. Đưa cái này chắc phải laser được. Đưa cái laser. Không được hả? Ồ. Mày. Trời, không nỡ lòng dục em xuống biển kìa. Đâu, gì? Ờ. Có nó con cái hả? Nó. Bây giờ con cái. Cái đó quá bự rồi. Man. Something really, huh? Yeah. Yeah, see. No. Chút xíu thôi bạn ơi, chỉ có cái cọc tóc thôi nhưng mà cũng phải bỏ xuống, không nỡ nhưng mà phải đánh. Ôi, con này vừa bây giờ cứng luôn. This one sao con này thấy nhỏ hơn con vừa rồi? That's what I said. Chứ ta đi mình đo con lại. Mommy mà đo con nào cũng vừa hết. I don't doubt. Gái đo con nào cũng vừa hết. Mình mà đo là con nào cũng vừa nha các bạn. Con này cái cải là nó đã nhưng mà đây cua cải ăn ngon lắm mọi người, cái gạch đã lắm nhưng mà không được ăn đâu nha. À, được ăn rồi. Ăn rồi là chết á. Wow. That one I don't know. This one. Mạnh quá, nó chạy vòng vòng. Con đó khỏi đo. Khỏi đo. Oh, bro, this is the biggest one. This is the biggest one. Con này bự nhất là mọi người. Để bỏ này coi. Ta này phải hơn 7 in với 8 gần 8 in. Trời ơi, cua được ra được đấy. Wow. Đây mọi người đây. Đây. Đã chưa? Đã chưa? Đó. Rồi. Quá đã. Ồ, mình tự hơn cái xô coi. Wow, mình đầy xô rồi nè. Wow, à, có cua đỏ đó, mà có nhiều mà bạn có đó. Ai cua cho chị em. Wow. Được hai cua lớn hả? Hai cua xanh, hai cua đỏ hả? Yeah. Oh, này hai cua xanh. Một. Rất dưới. Ôi, ra tù. Ok, quay lại. Quay. Nặng ghê vậy chứ. Coi, coi cua. Con của cua đá kìa. Ok, đưa. Belly. Yeah. Yo. Bye bye, vậy là được có maybe được con thì nè. Rất là cái. Mày không được con nào luôn á, maybe this one, maybe. Con nó được. No. Nope. Way off. Không có con nào. Trời ơi. Không có con nào hết. Rồi, mày được con kia thôi. No. This one is small. No. Yeah. Không được cái nào hết. Chỉ có đúng con cua đỏ. Mắm ơi. Thiệt tình. Đâu, coi kìa nó bạch hãng ra kìa. Đó, bà quýt con cua đỏ. Đừng có để đó, nó sát nó chạy kêu, ra nó cắn đục. Bò lên nè. Được hai con. I miss. That one definitely. Hai hoặc ba con. Mấy cái lồng này là mình cũng để mấy tiếng đồng hồ đó nha các bạn. Thì nó mới được nhiều như vậy nè. Nhưng mà mình chỉ lấy những cái con có đúng cho tiêu chuẩn thôi, cho nên mình chỉ lấy được và hai con thôi, còn bao nhiêu mình dục lại biển hết nha. Đó. Wow, dục hết rồi. Hello. Vui rồi bà coi nha, mệt quá. Vui nhưng mà mệt. Vui nhưng mà rồi. Tối nay có cua anh này. Lần đầu tiên ở đi đó. Câu không? Năm nay lần thứ hai, nhưng mà lần trước thì đi với mấy người kia không có. Này mình đi lại có xui cho mấy người ở Cali. Đưa đây đây. Xui cho mấy người Cali. Wow, coi nè. Con đó thì khỏi đo đi. Wow. Yeah, nhỏ đây. Có được con hai con.
vậy mà dục I was so close, I was like nguyên lòng như vậy mình lấy được đúng hai con nha các bạn. Tại vì dưới kia không lấy được con nào, không không có đúng sai và con cái nhiều cho nên mình phải bỏ hết lại. Nặng lắm nha cả nhà, kéo nặng lắm nha. Wow. Nhiều mà sao? Đó là one, maybe two. Được cỡ một hai con à. One. Nhiều lắm nhưng mà mình không có lấy được, mình dục hết nha các bạn. Tại vì nó không đúng size. Rồi. Rồi, wow. Bye bye, bye bye. Nhiều quá. Make more babies. Bây giờ cứ dục xuống mò 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 mò. Trời ơi. Tha hồ mà dục. Biết rồi mà không. Nó sát sát không à mọi người, coi như nó sấp xỉ, nó mỏng giống như cái này thôi này. Mình nói là đủ sai đủ rồi mà cứ không chịu. Còn là túp lều lý tưởng thì cái nào cũng là đủ sai. Túp lều lý tưởng thì con nào cũng là đủ sai hết. Con nào cũng đủ hết. Trời ơi. They're all the same size. Oh, man, what in the world? Look, they're all the same like. What the heck? Còn đó maybe, còn đó. Trời ơi. What the... They're all the same. Nó cứ cỡ cỡ đó rồi. Trời ơi. They're all teasing. Yeah. Còn đó thì just okay. Man, no. No. Say sai. Không được con nào luôn. Cái lòng này không được con nào. Trời ơi. Bỏ hết luôn. Coi như là mười mấy con mà không lấy được một con nào mà có bự vậy nè mọi người. Thấy không? Nó to bằng bàn tay mình chứ ít gì. Đấy không? À, có hơn bàn tay mà. Túp lều lý tưởng thì coi như cái đó là quá sai luôn rồi. Quá sai xong rồi quá tải luôn. À... đau thương. Dục xuống mà đau thương. Ơi, chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành với lại Lâm Vân nha. Ngày hôm nay hai vợ chồng với lại em con đi câu cua nha. Cua Canada. Cua Dentinus là cua xanh á, nhiều này. Đây là cua, có một số cua đỏ và một số cua xanh nha. Đây các bạn, đây, cua đá chưa? Wow. Đây, nhìn thấy không? To chưa? Đó, rất chắc nha, nặng lắm các bạn. Con này coi như hơn nửa ký á, gần một ký á. Nặng quá, chắc lắm nha mọi người. Đó, một chút chia sẻ để mọi người thấy là ở bên Mỹ này, nói chung là công việc bận rộn nhưng mà nếu có thời gian này, đỡ được cái tiền đi mua nha, mắc lắm nha. Bây giờ là 16 đồng một thao nha mọi người. Con này không là tính ra là hơn 20 đô. Đó, đã chưa? To chưa? Này, yeah. Vô. Đó, đó, to đã chưa? Đó. Em hôm nay mình cũng may rồi. Mắn có được mấy con bự ha. Yeah. Đó, đã chưa nè. Wow. Yeah. Cua Canada, cua gọi là Dungeness. Cua xanh nha các bạn. Ở đây mình gọi là cua xanh và mấy con cua đỏ cũng bự lắm. Wow. Đó, thấy không? Cua đá, cua đỏ. Ok, rồi một chút chia sẻ. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành với Lâm Vân nha. Chúc cả nhà mọi sự được tốt đẹp, nhất là những người ở bên Việt Nam được bình an, mạnh khỏe, vượt qua cơn đại dịch nha. Và Lâm Vân cũng cảm ơn các mọi người đã đồng hành với Lâm Vân và cũng đã đăng ký và chia sẻ giúp cho Lâm Vân để một kênh một ngày một phát triển, để chia sẻ về cái cuộc sống Mỹ. Rồi chào cả nhà, cảm ơn cả nhà nha. Chúc cả nhà mạnh khỏe, bye bye. Bye bye, bye cả nhà. Đây, đấy mọi người nè, đã chưa? Đấy. Wow, con này đã chưa đây? Đó. To chưa? Đó. Thấy chưa? Đó, rồi, cảm ơn cả nhà nha. Bye bye.